nhiều triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là những nội dung đáng chú ý mà quý vị quan tâm có trong bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Thưa quý vị, chiều và tối mai thì triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức khá cao. Mực nước tại hai trạm là Phú An và Nhà Bè dự báo là đều cao từ mức báo động 2 trở lên. Chúng ta cần hết sức lưu ý. Và với đỉnh triều cường như vậy, kết hợp với lại việc là có mưa dông nhiều vào chiều và tối mai thì sẽ rất dễ gây ra ngập úng ở các vùng trũng thấp và ở ven sông. Quý vị nên hạn chế di chuyển ở các tuyến đường gần sông hay là kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi chuyển mưa thì đầu giờ chiều mai ở đây vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Không chỉ là ở thành phố Hồ Chí Minh, dự báo là mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác của cả khu vực Nam Bộ và dồn dập trong chiều và tối mai. Cảnh báo là mưa to tới 5mm là ở những vùng có màu xanh đậm như quý vị đang nhìn thấy ở đây. Và tại đây thì ngập úng có khả năng cao sẽ xảy ra và trong cơn dông thì có nguy cơ cao đi kèm với gió giật sấm sét. Chúng ta cũng nên lưu ý. Trong những ngày mưa nhiều như ngày mai thì thời tiết ở Nam Bộ sẽ khá là dịu mát. Dự báo thì nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn các tỉnh thành khác sẽ không vượt quá 32 độ. Chỉ một ít nơi ở miền Đông Nam Bộ là thời tiết nhiệt độ sẽ hơi nóng với mức nhiệt độ dao động là khoảng 33 độ. Và xin được chuyển sang các thông tin thời tiết đáng chú ý trên biển. Trên biển thì vùng biển Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang bao gồm là các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo và ra ngoài khơi của hai huyện đảo là Trường Sa và Hoàng Sa thì đêm nay và ngày mai cảnh báo là có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong đó thì vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang ra huyện đảo Trường Sa còn có gió mạnh cấp 5, 6 và giật cấp 7, 8, biển động. Chúng ta cần lưu ý khi tàu bè di chuyển trên biển trong giai đoạn thời tiết này. Thưa quý vị, đến đây thì bản tin dự báo thời tiết cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.